Xin chào mọi người, hiện tại thì Long đang đứng ở địa chỉ là 788 Nguyễn Kiệm. Thì cái hướng này là đi từ Nguyễn Kiệm đi lên cây cầu nè, cầu Bùi Nguyễn Sơn gì đó. Đó, thì Long đang ở 788 thì đây Long sẽ dẫn mọi người đi ăn bánh mì phá lấu ha. Xíu mại luôn, nói chung là hồi nãy Long mới kêu một phần xíu mại đầy đủ luôn. Đó, thì rất là ngon ha. Nay là buổi tối rồi. Ủa cô ơi, cho con hỏi là đây mình có cái gì vậy cô? Quần gần có bát phá lấu, xíu mại, thịt, dạ. Trứng gà con. Trứng gà. Phá lấu, là... xíu mại, thịt, trứng, dạ. Đủ hết. Đây con thấy là đây là... phá lấu. Phá lấu luôn. Là nãy con có kêu một phần, hai phần đầy đủ vậy ha? Đúng rồi. Trứng này là của bánh mì đúng không con? Đúng rồi con. À không có, con không ăn hết rồi. Dạ. Dạ. Vậy một phần này là bao nhiêu vậy cô? Con này là chưa tính mì đâu. Dạ. 25.000 chưa tới bánh mì. Vậy bánh mì là một phần là 5.000 hai ổ. Dạ. Lấy con 3 ổ đi ha. Rồi. Ồ. Cũng khá rẻ ha, 25.000. Thêm bánh mì nữa là 30.000. Dạ. Đây, cô làm. Cho con hỏi cái giờ giấc mà mình làm á cô, cái giờ mình hoạt động á. Là giờ hoạt động mà cô bắt đầu là 2:45 cơ. 2:45 trưa. Trưa. Dạ, đến cho khoảng tới. Tối khoảng 11 giờ. Cái này là một phần xíu mại riêng. Xíu mại này con thấy có thịt. Thịt này là thịt gì hả ta? Gà xé. Gà xé. Xíu mại. Phá lấu xíu mại thịt. Không ớt luôn hả? À dạ không ớt luôn. À đây con thấy quả trứng như thế này nè. Ngon vậy. Ủa mình bán này lâu chưa rồi cô? Bán này 23 năm rồi. 23 năm nay rồi. Con thấy cái địa điểm này mình cũng được nhiều người biết tới lắm ha. Dạ. Bây giờ này nó hơi trễ nên cũng... Đúng rồi. Nói chung là giờ này cũng rồi, ăn cũng gần hết rồi. Dạ. Đây. Con quay thử cái này là cái nồi... Cái nồi xíu mại để cho sau lên cơ thấy ha. Ừ. Xíu mại này hình như mình vò, tự vò luôn ha cô? Đúng rồi con. Tự làm luôn. Tự làm bằng từ thịt á. Dạ. Thịt là mình làm từ thịt gì vậy cô? Heo dừa chiên ha. Rồi, con nhìn cô cũng lớn tuổi vậy á. Cô bao nhiêu tuổi rồi? À, cô 54 tuổi rồi. 54 tuổi. Thì là mình bán là từ... bán 23 năm. Rồi. Ba mấy tuổi là cô bán tới giờ? Đúng rồi. Chứ là hai chị em bán. Dạ. Rồi em gái nó cũng mới bệnh. Dạ, em gái mới bệnh. Cái giờ có mình cô vậy á. À, nó bị bệnh hóp đi điểm á cơ. Con cái có phụ gì cô bán gì không? Chưa có gia đình. Hai chị em chưa có gia đình. Ngày xưa là cái nghề này của mẹ. Mẹ. Ồ là hai đời. À, mẹ cô mới mất. Dạ, yeah. Cái là chuyện bà mất mới trước Tết đó con. Dạ. Yeah. Đây, thầy cô mới nấu lại nhìn cho nó sôi. Không, cô đã sôi lên cô chan dĩa con mới ăn. À. Là lúc nào cũng vậy hết á. Đúng rồi. Như là ví dụ như cô để vô nào khách tới á, yeah. Bắt đầu cô bật lên nóng là cô mới chan vô dĩa muốn cho ta. Dạ. Yeah. Nóng với này con thấy ba tê với lại ba tê với bơ. Bơ. Đây con nữa đó. Con thấy một dĩa nhưng mà ăn hai ổ bánh mì là no luôn á. Đúng rồi. Mà con quay cảnh nó sâu lên. Dạ. Trong đây là mình có con thấy có tỏi phi nè. Đúng không con? Ừ? Tỏi phi đúng không con? Đúng rồi. Xíu mại. Cái nước màu cam cam đó là cái gì vậy con? Nước hầm từ nước xương ra. Ồ. Xương á. Dạ. Xương heo. Dạ. Ở đây là như hồi trước á, con tới là cũng chưa có cái nước này đâu ha, còn bây giờ là mới có cái nước này nè. Đúng rồi, nhà là. À, cũng là nhà mình bán nhà luôn á ha. Cháo cô bán. Dạ. Thì xíu nữa Long quay menu cho mọi người cùng coi ha. Ừ. Dạ. Khách tới là mình nóng hút được. Là lúc nào là cũng phải nấu sôi vậy ha. Đúng mọi người. Dạ. Lúc nào phải nấu sôi thì khách ăn. Con thấy như có da gà trong đó nữa cô. Ừ, da gà. Dạ. Ở da gà là làm một cái gà nè, gà xé nè con. Cái là cô đây ra. Thì ngoài bán bánh mì xíu mại ra thì cô còn có bán thêm bibu menu nè, đó là cái quán nước đây. Thôi Long mới kêu thêm một ly trà đậu dầm coi như thế nào ha. Đây, quay lại với món ăn của mình khá là hấp dẫn. Thì ăn bánh mì này rất là giòn nha, đây mọi người coi nó rất là giòn, tối rồi á nhưng mà cũng giòn. Đây là cô có nướng trước á. Rồi cái này nhìn rất là tươi nè.
Rồi Long thấy là có trứng nè, đây có gà xé, hồi nãy cô kêu là có gà xé nè, có trứng, có một chút pate với bơ đó. Rồi Long kêu còn đầy đủ. Đây có cục xíu mại nè, bên trong là có thịt nữa nè đó. Rồi Long cùng ăn ha. Đây thì Long thấy có tương ớt nè, Long sẽ xịt một chút tương ớt vô đây đó. Xong hồi xa tế Long không ăn, biết ăn cay. Cái này Long nghĩ là nhìn xịt thêm cho vui vậy thôi, cho nó. Rồi xin chào mọi người, bây giờ Long sẽ thưởng thức món ha. Thì nãy Long có kêu một phần xíu mại. Thì hồi nãy đây là có gà xé nè. Đó, có pate. Có pate bơ với lại có trứng nè. Đây là phần đầy đủ luôn. Ở bên cạnh đó là có cục xíu mại, đây hình như có hai cục. Nó có hai cục xíu mại, ở dưới là nó sẽ có dưa chua. Rồi cô có bán nước thì Long có kêu thử một quán một nước, đây là trà đậu dầm. Đó. Thì coi thử như thế nào, nói chung là nhìn cũng ok lắm. Long nhìn bề ngoài thì thấy nó đậm đặc mà nó không có bị loãng. Rất là vừa. Long nghĩ là vừa, ngọt vừa. Đợi một chút nữa nó tan đá nữa thì nó sẽ vừa miệng hơn. Tại vì bây giờ nó thật sự là hơi ngọt hơn. Đó. Rồi ăn ha, Long cũng ăn cho mọi người coi. Sẽ một miếng mình chấm quyện vào. Ôi chết. Tại cái bàn này nó bị nghiêng qua một bên đó mọi người. Long kê qua đây xíu. Rồi đó. Không thấy rồi mình ăn thôi. Cái nước này nó không có mặn quá, cũng không có ngọt quá. Nó vừa đủ chấm mình ăn để có cái vị của tất cả các món ở trong đây. Đó. Xong sau đó mình sẽ kèm một miếng xíu mại vô đây ăn ha. Rồi bánh mì xíu mại thì có xíu mại vô. Thử coi. Quay dạ. Đây ok, cảm ơn. Ơi, cô làm nước. Làm nước sốt. Cái này cô hầm là từ sáng tới giờ luôn. Đúng rồi. Hầm lấy nước làm nước sốt rồi hiểu không? À mà cái màu nó đổi chuyển qua như vậy luôn á ha. Không, cái nước này là nước xương nó ra. À nước xương nó ra ha. Đây là cô có cho Long coi. Nó mới ngọt cái nước này phải không? Dạ. Dạ đúng rồi. Con thấy con ăn cái vị xíu mại này á, nó rất là vừa miệng, nó không có bị mặn quá, cũng không có bị ngọt quá. Tuy nhiên cái vị gia vị nó rất là ít ở trong đây. Xương ra, dạ. Cô không hề bỏ cái đường cho mày hết. Dạ. Từ cái xương ra con nấu nước ngọt rồi. Một vùng xương, hiểu không? Đây Lâm sẽ thử một chút xíu mại đi. Bơ pate, xíu mại với một chút trứng đó ha, của cô. Nhưng là nhìn rất là ngon, ngập nước nữa. Mình chấm thêm một chút bánh mì vô. Cái này rất là vừa miệng. Ăn nó không có bị kén người. Rồi gì? Nó chấm cho bánh mì vô. Long thường phải ăn hai ổ này mới no được. Rồi, thôi Long ăn tiếp đi nha. Cảm ơn mọi người đã theo dõi và hẹn gặp lại mọi người ở clip sắp tới nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye.